Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Heidi, cô bé trên núi cao của tác giả Johanna Pizzi. Tiểu thuyết Heidi được đánh giá là một tác phẩm văn học kinh điển dành cho thiếu nhi. Nữ nhà văn Johanna Pizzi đã kể lại câu chuyện ngọt ngào về cô bé Heidi, về sự thiện tâm, tấm lòng vị tha trong sáng cả cô bé, tình yêu thương và niềm tin giữa con người với con người. Trong khung cảnh nên thơ, hương thơm hoa cỏ nồng nàn của vùng núi Alps trên đất nước Thụy Sĩ. Johanna Pizzi là một nữ nhà văn nổi tiếng người Thụy Sĩ. Bà sinh năm 1827 và mất năm 1901. Johanna Pizzi được đánh giá là một văn sĩ tài hoa với nhiều tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi. Tình yêu với trẻ thơ và vùng thôn dã đã mang đến nhiều chất liệu cho các sáng tác say này của bà. Sau khi kết hôn, bà chuyển đến sống cùng chồng ở Zurich. Bà bắt đầu viết về cuộc sống nông thôn và Heidi là tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp tác giả của bà. Năm 1884, người chồng và con trai của Johanna đều qua đời. Từ đó bà tập trung vào các hoạt động từ thiện và viết hơn 50 tác phẩm nữa. Vào năm 1901, bà cũng qua đời. Chân dung của bà đã được in trên tem và đồng xu tưởng niệm của Thụy Sĩ. Heidi, tên được dịch ra khi đến với độc giả Việt Nam là Heidi, cô bé trên núi cao, là một tiểu thuyết nổi tiếng dành cho thiếu nhi được tác giả Johanna Pizzi ra mắt độc giả vào năm 1874. Sau khi ra mắt, cuốn tiểu thuyết được đông đảo độc giả Thụy Sĩ đón nhận vì chất thơ rất đỗi thanh bình của vùng núi Alps và cốt truyện dễ gần, lay động độc giả. Kể từ khi tác phẩm ra mắt đến nay, đã hơn 140 năm nhưng câu chuyện về cô bé mồ côi đáng yêu Heidi vẫn được độc giả khắp thế giới yêu thích bởi những mô tả cực kỳ tinh tế tuyệt vời về cảm xúc của trẻ em và bức tranh thiên nhiên tươi đẹp của đất nước Thụy Sĩ. Hơn thế nữa, tiểu thuyết này còn là bài ca về tình yêu cuộc sống, về tình cảm ấm áp giữa người và người. Sách đã được dịch ra hơn 50 thứ tiếng, nhiều lần được chuyển thể thành phim ảnh, phim truyền hình, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình bởi nội dung hấp dẫn. Và một điều đáng ngạc nhiên là cuốn sách này dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật về cô gái Heidi Ale sống gần vùng núi Alps vào thế kỷ 19. Câu chuyện mở đầu với hình ảnh cô bé Heidi và người dì của em dắt tay nhau qua một ngôi làng nhỏ để lên dãy núi Alps. Heidi là một cô bé mồ côi vì ba mẹ em mất sớm và phải sống cùng người dì Zete. Nhưng nào ngờ Heidi lại trở thành gánh nặng của dì vì những áp lực công việc, cuộc sống đè nặng. Người dì quyết định mang Heidi về sống cùng ông nội. Ông nội của cô bé là một người vô cùng cổ tính, lập dị, khó gần, đã sống đơn độc, tách biệt với dân làng suốt nhiều năm trên núi cao. Heidi đã vô cùng phấn khích khi đến gặp ông. Cô bé đã chạy ào đến hôn lên má ông nội trong khi ông vẫn chưa kịp nhận ra cô bé là ai. Ông đã tỏ ra vô cùng tức giận với người dì sau khi nghe người dì giới thiệu về Heidi và một ông phải nuôi cô bé. Tưởng chừng như giữa Heidi và ông nội sẽ có một bức tường cản lại không thể chung sống hòa hợp với nhau. Nhưng thật may mắn Heidi không hề sợ hãi ông nội ngay cả khi ông đang rất giận dữ. Cô vẫn quẩn quanh chừng gần ông, dù ông không hề nói gì hay quan tâm đến cô bé. Cô dường như có thể cảm nhận được sự dịu dàng, âu yếm trong ánh mắt khi ông nhìn mình. Tại vùng núi cao này, cô bé đã sống cùng thiên nhiên, chăn cừu và có một cuộc sống rất vui tươi, hạnh phúc bên ông nội của mình. Vốn dĩ là một cô bé đáng yêu, Heidi đã khiến người ông nội cáu kỉnh, lập dị đã trở nên hòa nhã hơn, đã khiến người bà cụ của cậu bé chăn dư trẻ đến sáng hôm qua những câu chuyện về. Heidi cũng yêu biết bao cánh đồng ngập nắng, những cơn gió thổi mát dịu và cả những cánh chim đại bàng trao liệm trên bầu trời xanh. Chỉ 2 năm sau đó, cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước của hai ông cháu lại bị người dì kia phá hoại khi trở về và mong muốn đưa Heidi rời khỏi nhà ông để lên thành phố lớn. Ban đầu, cả Heidi lẫn ông nội đều phản đối kịch liệt, nhưng sau khi nghe dì nói về những món quà mà cô bé có thể mang tặng cho ông khi đến gian phòng, cô bé đã đồng ý đi theo. Từ khi Heidi rời đi, ông đã dần trở nên giận dữ hơn và xa lánh mọi người. Ở thành phố lớn gian phòng, Heidi đã kết bạn cùng với Clara, một cô bé con nhà giàu nhưng bị tật nguyền. Heidi đã giúp Clara có thể sống yêu đời hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng vì không thể trở về ngay như lời hứa của dì, Heidi đã vô cùng buồn bã và nhớ nhung ông nội và vùng núi Alps đến nỗi đau bệnh, gầy gò. Cho đến khi bác sĩ cho rằng cô bé cần được trả lại nơi cô bé thuộc về, thì Heidi đã được người dì đưa trở về vùng núi Alps. Ông nội đã vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy đứa cháu đáng yêu của mình trở về. Câu chuyện cũng kết thúc ở trong khung cảnh Heidi nắm chặt tay ông mình, đi trên con đường mòn lên núi với ánh mặt trời lặn. Những tác phẩm kinh điển luôn luôn có nét hấp dẫn riêng của nó. Đó là một nét đẹp nên thơ và cổ kính, khiến độc giả không khỏi rung động mỗi khi thưởng thức. Đó không phải là những câu chuyện đọc nhanh kiểu mì ăn liền mà là những tác phẩm kinh điển luôn buộc người đọc phải kiên nhẫn, phải suy ngẫm, phải cảm nhận, phải khắc ghi. Và tác phẩm Heidi của tác giả Johanna Pizzi chính là một câu chuyện như vậy. Cuốn sách Heidi tuy được giới thiệu là một cuốn sách dành cho thiếu nhi nhưng lại mang màu sắc và ý nghĩa vô cùng thấm thía về tình yêu thương và sự đồng cảm. Tác giả như nhuộm sắc màu rạng rỡ và yên bình của vùng thôn quê núi non, cách xa chốn thành thị xô bồ ngột ngạt. Heidi là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất mọi thời đại, với lời văn miêu tả tinh tế cảnh vật núi non và niềm vui, xúc cảm của trẻ con miền núi ngây thơ chất phác. Thông qua Heidi và những lời cầu nguyện, những hành động, những cung bậc cảm xúc của em sẽ mang lại rất nhiều bài học cho người đọc.
Ở Heidi lúc nào mọi thứ cũng đều có lối ra. Chính bằng những phẩm chất quý giá ấy của em đã rời ấm cho trái tim bà lão gần đất xa trời, và cũng chính Heidi đã làm cho biết bao độc giả có cái nhìn mới hơn về cuộc sống sau khi gấp lại những trang sách. Trong cuốn sách cũng sẽ làm cho bạn đọc rung động và cười thầm với những tình tiết hài hước vô tình của bé Heidi và lòng nhân hậu của cô bé khi nhận được tiền của Hesse Seemann. Cô bé không hề mảy may nghĩ đến cá nhân mà sẵn lòng dùng nó để mua bánh mì trắng cho bà. Ngoài ra, cuốn sách còn nói lên sự chữa lành kỳ diệu mà thiên nhiên trong lành có thể đem lại, diệu kỳ và nhanh chóng hơn bất kỳ thứ dầu gan cá mơ duy nào khác. Mỗi nhân vật trong cuốn sách đều có tính cách riêng, nhưng họ lại có điểm chung là có tấm lòng nhân hậu và đồng cảm, đều đi tìm niềm vui và khát vọng sống bị chôn vùi trong tim. Đọc tác phẩm này còn khiến cho độc giả hình dung ra cảnh quan thiên nhiên sinh động nơi vùng núi Áp và đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp. Mặc dù câu chuyện ngắn gọn, có thể đọc vỏn vẹn trong 2 tiếng là xong, nhưng những giá trị nhân văn trong đó thực sự rất lớn. Heidi, một tác phẩm kinh điển dành cho cả thiếu nhi lẫn người lớn để có thể cảm nhận tính nhân văn trong cuộc sống này. Chuyện không có những nhân vật phản diện, điều này sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện cho thiếu nhi khi đọc tác phẩm này. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn nhiều điều trong cuộc sống.